để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại. Sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Dạ, thưa Bích Liên, xin phép mời một vị khán giả trên đường dây. Hello. Hello. Dạ, cho Bích Liên xin... Dạ, chị, cho Bích Liên xin phép quý danh và số điện thoại cuối được không? À, được. Tên Hồng. Dạ, chị Hồng. 4 số cuối điện thoại là 5548. Chị Hồng, cho Bích Liên được biết là chị đã dùng qua linh chi với đông trùng hạ thảo trong thời gian qua chưa? À, chưa. Hôm đó chị có dùng cái Estro Palang mà Bích Liên giới thiệu thôi. Dạ, vâng. Chị uống cái đó thấy cũng... khỏe người lắm. Hôm nào mà uống thì đã thấy giấc ngủ rất là ngon. Chị có thể chia sẻ với khách hàng là nếu mà khách hàng nào mà chưa có hài lòng làn da, chẳng hạn như bị nám, thì chị giới thiệu về sản phẩm EV Princess này như thế nào giúp em được không? À, được, Bích Liên. Dạ. Tại vì như bản thân mình đã trải nghiệm rồi đó. Dạ. Mình thấy khi mà xài cái mỹ phẩm của EV Princess á, dạ, thì cái làn da của mình đó nó mềm mại, mà nó giống như là trở lại cái thời mà mình mới lớn vậy đó. Dạ. À, mặc dù là hôm nay là mình cũng là hơn 50 rồi, dạ, nhưng mà điều cái làn da thì mình khi mình sờ lên nó thì nó mịn màng, mà nó giống như là da của cái thời con gái của mình vậy đó. Dạ vâng. Dạ. À, nên mình cũng rất là thích. Nó rất là khỏe mạnh hả chị ha? Dạ vâng. À, mình khuyên là chị em phụ nữ nào mà mình muốn có cái làn da hoàn hảo hơn á thì nên dùng cái EV Princess này, nó thích hợp với người châu Á mình lắm á. Dạ vâng. Dạ, Bích Liên cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.